Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố về việc rà soát, khớp nối quy hoạch, thiết kế tổng thể sông, kiến trúc cảnh quan dọc sông Cổ Cò, đoạn qua thành phố Đà Nẵng. Về nguyên tắc thiết kế cảnh quan chung sẽ tổ chức cảnh quan phía bờ sông để mở rộng kết nối cộng đồng, phát triển du lịch, hỗ trợ cho việc tổ chức các hoạt động đa dạng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân và du khách, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, nâng cao vai trò quản lý của chính quyền và gia tăng sự thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời rà soát vị trí các bến đậu đổ và đón trả khách đường thủy đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt và đề xuất các vị trí bến đậu đổ đón trả khách dọc tuyến sông Cổ Cò nhằm hướng đến phục vụ giao thông thủy và phát triển du lịch, nạo vét khơi thông luồng lạch để phát triển tuyến sông phục vụ du lịch.